Bí mật vụ án gián điệp biệt kích K50 ở Hà Tĩnh năm 1967-1971. Quý vị và các bạn thân mến, K50 là chuyên án đặc biệt của Công an Hà Tĩnh trong những năm đánh Mỹ, thực hiện trò chơi nghiệp vụ, dùng biệt kích Mỹ ngụy đánh Mỹ ngụy, kéo dài suốt 4 năm 2 tháng. Địa điểm hoạt động của chuyên án là đồi 931, sát với biên giới Việt-Lào và các xã Sơn Kim, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về chuyên án đặc biệt này trong video ngay sau đây. Sự ra đời của những toán biệt kích. Năm 1959, sau khi đã thanh toán xong các giáo phái chống đối ở miền Nam Việt Nam, đồng thời ban hành luật 10-59, đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, chính quyền Diệm Nhu dưới sự gợi ý của người Mỹ đã xây dựng hoàn chỉnh một cơ quan đặc biệt, được thành lập từ năm 1956, núp dưới cái tên rất hiền lành, Sở Khai thác Địa hình. Thực chất, đây là một đơn vị tình báo tác chiến trực thuộc Phủ Tổng thống do Đại tá Lê Quang Tung làm chỉ huy trưởng. Trong chiến tranh chống Mỹ, Hà Tĩnh là một trong những địa bàn trọng điểm, bởi quốc lộ 8 bắt nguồn từ ngã ba Bãi Vọt qua biên giới Việt-Lào, rồi xuyên dãy Trường Sơn, nối liền với các nhánh đường mòn Hồ Chí Minh, tạo ra một hành lang tương đối thuận lợi và an toàn cho bộ đội ta chi viện chiến trường miền Nam. Để ngăn chặn, người Mỹ ngoài việc sử dụng sức mạnh không quân còn tiến hành một loại chiến tranh khác, chiến tranh gián điệp. Với đội quân biệt kích hàng ngàn người chia thành gần 100 toán, từ năm 1960 đến năm 1968, CIA và Nha Kỹ thuật đã tung ra miền Bắc 54 toán với tổng cộng 342 biệt kích. Trong đó, hàng chục toán xâm nhập bằng đường biển, đường không vào địa bàn Hà Tĩnh từ năm 1961 đến năm 1968, với mục tiêu là các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê. Cuối năm 1966, trong số hàng trăm tên biệt kích ở Trung tâm Huấn luyện Biệt kích Long Thành, tỉnh Biên Hòa, một nhóm 15 tên được Nha Kỹ thuật chọn riêng và bí danh là Toán T. Khi Lê Văn Ngung lên làm trưởng toán, nội bộ có sự mâu thuẫn. Một số thành viên không tán thành nên Nha Kỹ thuật tách từ Toán T ra 4 người để lập thêm một toán nữa, gọi là Toán T2, nhằm bổ sung cho Toán T khi cần thiết. Vì vậy, Toán T chỉ còn 11 người, gồm Lê Văn Ngung, Toán trưởng, Nguyễn Văn Thương, Toán phó, Nguyễn Thế Khoa và Phạm Viết Phúc, điện báo viên cùng 7 người khác là Tùng, Hinh, Lao, Khoan, Tinh, Quy, Trọng. Khóa huấn luyện Toán T do Đại úy Fred Callisto, cố vấn Mỹ, trực tiếp chỉ huy, phụ trách giảng dạy là Đại úy Tên Dung. Trong đó, các biệt kích học cách xâm nhập bằng đường không, cách đặt thiết bị đo chấn động trên đường giao thông để đếm lượng xe qua lại, cách mưu sinh thoát hiểm, cách móc nối dân địa phương, cách khai thác và thu thập thông tin, sử dụng điện đài, chất nổ, sử dụng những loại vũ khí của những nước xã hội chủ nghĩa, cách ăn mặc, nói chuyện sao cho giống như những người dân, bộ đội miền Bắc. Kết thúc khóa học, Toán T được Brett Callisto đặt cho bí danh mới là Hartley. Các thành viên trong toán lần lượt mang tên theo thứ tự Hartley 1, Hartley 2 cho đến Hartley 11. Trong Nha Kỹ thuật, bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc tung biệt kích ra Bắc là đoàn 68. Đoàn 68 tổ chức và chỉ đạo các toán tình báo hoạt động dài hạn tại miền Bắc bằng cách thiết lập những căn cứ cố định hoặc di động, móc nối dân địa phương để thu thập thông tin tình báo, theo dõi và trinh sát các mục tiêu trọng yếu, các tuyến đường vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự nằm dọc theo biên giới Việt Nam, Trung Quốc thuộc các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu. Các khu vực là đầu mối của việc chuyển quân vào Nam ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, rồi báo cáo về Sài Gòn để không quân Mỹ tung ra những cuộc ném bom đánh phá, ngăn chặn. Chuyên án K50. Lời khai của những toán biệt kích. Khi toán biệt kích Hartley nhảy ra khỏi trực thăng để xâm nhập Hà Tĩnh, lúc 18:30 ngày 26 tháng 1 năm 1967, bộ đội Pathet Lào khi nghe tiếng máy bay lướt sát qua những ngọn cây thì lập tức bắn lên mấy loạt đạn, trong lúc lực lượng công an vũ trang và dân quân tự vệ của lâm trường Hương Sơn cũng đã nhận ra sự xuất hiện bất thường của hai chiếc trực thăng, nên một mặt báo cáo cấp trên, mặt khác tổ chức kiểm tra. Đến 15 giờ ngày 27 tháng 1 năm 1967, công an vũ trang và dân quân tự vệ đã phát hiện bọn biệt kích. Hai biệt kích Lao và Quy khai khi bị bắt. Chúng tôi chạy lên một triền đồi, tổ chức phòng ngự bằng cách ném lựu đạn xuống. Cả toán đều mất tinh thần vì biết nếu bị bắt thì sẽ bị tử hình hoặc tù chung thân về tội gián điệp. Về phía lực lượng truy đuổi,
cán bộ chiến sĩ công an vũ trang, dân quân tự vệ vừa bao vây bắn trả, vừa phát loa gọi hàng. Biết không thể chống lại, 4 trong số 11 tên biệt kích nằm ở tuyến phòng thủ đầu tiên buông súng, nhưng với bản chất ngoan cố, khi bị hỏi về hướng tẩu thoát của đồng bọn thì một tên đã cố tình chỉ sai nhằm tạo điều kiện cho toán trưởng Lê Văn Ngung, toán phó Nguyễn Văn Thương cùng với hai điện báo viên là Khoa và Phúc chạy thoát. Cuộc truy đuổi nhóm biệt kích tiếp tục được lực lượng công an vũ trang khẩn trương tiến hành. Đến khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 2, một mũi trinh sát phát hiện những tên còn lại đang ẩn náu tại một thung lũng giữa cánh rừng già sát biên giới Việt-Lào nên tổ chức bao vây. Biết không thể thoát, nhóm biệt kích đầu hàng. Cả bọn được đưa về sở chỉ huy dã chiến của ta ở thôn Trung Lĩnh, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để khai thác. Ngay khi dẫn giải toán biệt kích về sở chỉ huy dã chiến, 11 tên bị tách riêng ra nhằm ngăn ngừa chúng thống nhất với nhau về cách khai báo. Mỗi tên do hai cán bộ hỏi cùng. Thoạt đầu, nhiều tên im lặng hoặc chỉ trả lời vòng vèo. Nhưng sau gần một tuần, trước thái độ mềm dẻo, cởi mở, ân cần nhưng kiên quyết của cán bộ ban chuyên án, nhất là khi thấy không bị tra tấn, đánh đập, được cho ăn uống tử tế, ốm đau có thuốc men, nhiều tên đã bắt đầu mở miệng, khai báo rành rọt về phương thức hoạt động, mã số, biệt danh, ký hiệu, ám hiệu an toàn của từng tên, quy ước bảo mật điện đàm, mật mã dịch điện, tín hiệu truyền tin để khi Sài Gòn nhận được bản tin, họ sẽ biết là nhóm biệt kích vẫn an toàn hay đã bị bắt. Kết thúc khai thác, ban chuyên án quyết định giữ lại hai điện báo viên của nhóm Hadley là Nguyễn Thế Khoa và Phan Viết Phúc để phục vụ chuyên án K50. Khoa được đặt bí danh là Hóa, Phúc là Chất. Riêng toán trưởng, toán phó và 7 tên biệt kích còn lại được đưa vào trại giam Hỏa Lò. Từ đây, trò chơi nghiệp vụ giữa lực lượng công an nhân dân và CIA Mark V. Sock cùng nha kỹ thuật Sài Gòn bắt đầu và kéo dài trong suốt 4 năm. Trò chơi nghiệp vụ, gần 1.600 ngày đấu trí căng thẳng. Tiến hành trò chơi nghiệp vụ, việc quan trọng phải làm đầu tiên là liên lạc với Trung tâm Chỉ huy Nha Kỹ thuật Sài Gòn. Để bảo đảm bí mật tuyệt đối, không gây cho địch bất cứ một sự nghi ngờ nào, dưới sự chỉ đạo của ban chuyên án, hai điện báo viên trong toán Hadley là Hóa và Chất tiến hành các thao tác trên máy vô tuyến. Hóa được phân công gõ manit truyền bản tin đã được mã hóa do ban chuyên án thực hiện theo bản mật mã mà Nha Kỹ thuật cung cấp cho toán Hadley. Còn Chất thì quay máy phát điện phục vụ việc phát sóng. Ông Võ Hữu Duyệt, nguyên trưởng phòng bảo vệ chính trị, người trực tiếp tham gia từ đầu đến cuối chuyên án, kể về cuộc điện đàm đầu tiên của toán Hadley với Tổng đài Trung tâm Chỉ huy Tình báo Sài Gòn. Lúc ấy là 9 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 2 năm 1967. Tất cả ban chuyên án nín thở tập trung tại phòng máy. Hai tên điện báo viên cũng tỏ ra hết sức lo lắng, bất bình tĩnh khiến cán bộ ta phải động viên nhắc nhở, cố gắng làm thật tốt để hưởng lượng khoan hồng. Đến giờ theo quy ước, sau ít phút thao tác kỹ thuật, liên lạc đã thông suốt. Hadley báo có điện chuyển đi, Trung tâm Chỉ huy Tình báo Sài Gòn chấp nhận. Nội dung bức điện đầu tiên của toán Hadley gửi về là: từ khi đổ bộ xuống địa điểm đã định, trong nhiều ngày Hadley bị Việt Cộng truy đuổi nên phải chạy, chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi, chưa lắp máy liên lạc, nay thoát khỏi truy lùng an toàn. Hadley chọn tọa độ 48E Phố Châu lập căn cứ. Thời tiết xấu, mưa nhiều, địa hình hiểm trở, cây rừng rậm rạp, di chuyển khó khăn. Sức khỏe của các biệt kích giảm sút, ăn uống không tốt. H1, H3, H8 bị sốt, H5 ngã chấn thương chân, trình trung tâm chỉ huấn. Và cứ thế, trong suốt thời gian đấu tranh chuyên án từ tháng 2 năm 1967 đến tháng 4 năm 1971, gần 1.600 ngày, theo quy định, mỗi ngày Hadley phải mở máy liên lạc một chiều để nhận điện đi, nếu có. Hai ngày có một phiên liên lạc hai chiều để nhận điện đi và điện đến, nếu có. Tổng cộng, đã có gần 1.600 phiên liên lạc một chiều và 800 phiên liên lạc hai chiều. Vừa hồi hộp, vừa an toàn, thông suốt, không hề có một sự cố xảy ra trong suốt 4 năm 2 tháng. Nội dung các bức điện được trả lời theo yêu cầu của Trung tâm Tình báo Sài Gòn, trong đó khoảng 50% tin giả tạo, 40% tin bình thường, như đời sống kinh tế, xã hội, nghề nghiệp của cư dân địa phương, hoạt động của toán Hadley, 10% tin thật phục vụ công tác nghiệp vụ đánh lừa địch. Các tình huống nghiệp vụ đánh lừa địch trong suốt quá trình triển khai chuyên án diễn ra khá suôn sẻ. Để đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Chỉ huy Tình báo Sài Gòn về điều tra kho tàng, bến bãi. Thế là kho tàng bến bãi của đội 11 Lâm Trường Hương Sơn đã được rời dọn, chỉ để lại một số xe cộ hư hỏng, lán trại lẩn khuất trong rừng, vài thùng phi xăng dầu. Quả nhiên vài ngày sau, khu vực này liền bị máy bay Mỹ ném bom, bắn phá nhiều lần.
để đáp ứng yêu cầu của Sài Gòn về điều tra con đường di chuyển vào Nam của chiến xa Bắc Việt. Thế là một đoạn đường khoảng 2 km từ ngã đôi xuyên vào dãy Trường Sơn đi qua khu rừng rậm rạp đã được hình thành. Ban đêm, xe kích của Lâm Trường Hương Sơn chạy đi chạy lại nhiều lần, tạo nên nhiều dấu vết, nhiều lán trại lấp ló dọc tuyến đường, hơn chục thùng phi xăng dầu ven đường, vài xe xích bị hỏng được ngụy trang sơ sài. Ngay sau khi Sài Gòn nhận được tin báo của Hartley về phát hiện thấy tuyến đường di chuyển của chiến xa Bắc Việt, máy bay Mỹ liền ồ ạt ném bom xuống tuyến đường này, xăng bốc lửa lên cao, xe kích bị hỏng cháy rụi, khiến cho bọn giặc lái hết sức tin tưởng, vui mừng thắng lợi. Ngày hôm sau, tòa Hartley còn nhận được điện khen và hứa tặng thưởng lớn. Tháng 4 năm 1971, Hartley nhận được điện của Sài Gòn lệnh di chuyển theo hướng Tây Nam để sang Lào. Hartley điện báo cáo chấp hành mệnh lệnh, nhưng trên đường rút lui sang đất Lào, bị bộ đội hai nước phát hiện, truy lùng giáo giết. Ngày 18 tháng 10 năm 1967, Đại úy Nguyễn Văn Vinh đi theo Toán Voi trên chiếc MC-130. Đến Hà Tĩnh, Toán Voi nhảy ra khỏi máy bay. Vinh dặn Toán trưởng Toán Voi khi xuống đất phải báo cáo ngay, nhưng Toán Voi cũng biến mất không tăm tích. Tuy nhiên, với những bức điện do Toán Hartley gửi về sau đó, cộng với những mục tiêu bị đánh phá do sự chỉ điểm của Toán Hartley, cả CIA, Mark Vysock lẫn nhà kỹ thuật đều tin rằng Hartley tồn tại và hoạt động rất hiệu quả. Khi bộ đội Pathet Lào công bố về việc bắt giữ toán biệt kích Hartley, họ mới vỡ lẽ ra rằng cả Toán Voi cũng đã xa lưới. Chuyên án K50 kết thúc. Sau này, khi chạy ra nước ngoài, Đại tá Ngô Thế Linh, một trong những chỉ huy của nhà kỹ thuật đã phải thừa nhận: nghiệp vụ của công an Bắc Việt quá giỏi, như cùng một bản nhạc chẳng hạn, nhưng mỗi người chơi đàn lại có cách thể hiện khác nhau. Không ai giống ai, thì nhân viên điện báo gõ ma níp cũng thế. Sĩ quan nhận tin, căn cứ vào cách gõ ma níp có thể biết được người đang gõ là ai. Chưa kể, điện báo viên còn được cung cấp một kỹ thuật bí mật. Chỉ cần đưa kỹ thuật này vào bản tin, chẳng hạn một dấu chấm hoặc một dấu phẩy ở dòng thứ bao nhiêu, là sĩ quan nhận tin sẽ biết ngay rằng họ đang truyền tin dưới sự khống chế của đối phương. Vậy mà trong suốt thời gian từ tháng 2 năm 1967 đến tháng 4 năm 1971, gần 1.500 ngày, mỗi ngày Hartley phải mở máy liên lạc một chiều để nhận điện đến, hai ngày có một phiên liên lạc hai chiều để chuyển điện đi và nhận điện đến. Tổng cộng là hơn 1.000 phiên liên lạc một chiều và gần 800 phiên liên lạc hai chiều, nhưng chúng ta vẫn không biết là họ đã nằm trong tay Cộng sản Bắc Việt. Có thể thấy, đây là một chuyên án không có máu đỏ, không trực tiếp xiết cò súng nhưng lại đầy căng thẳng, cam go và hết sức mong manh giữa thành công và thất bại của cuộc đấu trí kéo dài tới 4 năm 2 tháng. Họ là một thế hệ tiêu biểu của Công an Hà Tĩnh nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung. Nhờ có K50, nhờ có họ mà trong một vùng rộng lớn từ tuyến đường 8, đặc biệt là vùng Hương Sơn đã không hề bị địch oanh kích trong một thời gian khá dài. Các lực lượng của ta ở những nơi này đã được bảo vệ an toàn, góp phần cùng quân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ. Các bạn có đánh giá như thế nào về bí mật vụ gián điệp biệt kích K50 ở Hà Tĩnh năm 1967 đến năm 1971? Hãy để lại cảm nhận của mình xuống phía dưới video nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!